Rạng sáng ngày 23 tháng 7, những chuyến xe chở những người con của Quảng Nam đang làm việc và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh đã về đến khu cách ly tập trung số 3 tại trường Cao đẳng Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chuyến xe lần này đón 400 công dân Quảng Nam đầu tiên về quê. Họ là lao động nghèo, sinh viên, công nhân và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước khi lên xe. Khi về đến Quảng Nam, người dân thực hiện khai báo y tế, cách ly tại các khu cách ly y tế tập trung trong 14 ngày, sau đó cách ly tại nhà thêm 7 ngày. Người dân được lấy mẫu xét nghiệm y tế vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7, thứ 14 và ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly tại nhà. Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ cho biết, đã chuẩn bị khu cách ly tại trường Cao đẳng Quảng Nam với 24 phòng có khả năng chứa được 100 người, mỗi phòng 4 người, đảm bảo giãn cách 2 mét. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ thông tin thêm, địa phương đã chuẩn bị lương thực thực phẩm, thiết bị bảo hộ để phát cho công dân, đảm bảo điều kiện ăn uống cho bà con ở khu cách ly.